chợ phiên cuối tuần. Cái xe đẹp quá bác nhỉ. Bánh bao đây. Xe còn 5 điểm. Từ đâu về mình từ đâu là? Đến cái xe à? Ờ. Đẹp quá. Chợ phiên cuối tuần. Cái này bao tiền? Cái xanh này bao tiền? 8,5 triệu. Cái tùng này hay đấy chứ. Tùng đẹp. Hôm trước thấy chụp cái sung ở đâu mà bán rồi? Bán rồi. À, nhanh quá. Đang có cái bà hay ra đây và thích sung đấy. Tôi bán. Đấy cây nhiều quả hay. Cái tùng này bao nhiêu? Tùng 2,5 triệu. Tùng đẹp nên mà rẻ quá. Xanh này cũng xanh dáng tùng. Xanh này thì làm đôi à? Xanh 1,5 triệu. 1,5 triệu. Để xem con 8 triệu xem nào. 8 triệu. Đó, con này nuôi được. Chân vệ lấy ra được rồi. Móc ra được rồi. Đây này. Chả mấy nó bằng này đâu. Đây này. Rất bệt. Để nuôi. Đá được rồi. Được. Cây hoành. Đúng là xanh, nhìn xanh mướt. Đấy, tôi đoạn giật cổ ngọn kia bên kia. Được, cái này nuôi được. Đây, siêu phong, vàng phong. Bao giá thế này? Cái này là bao tiền? Đạt phong 1,8 triệu. 1,8 triệu, như hoa giấy. 4,5 triệu. Còn cây si này. Con si 2,5 triệu. 2,5 triệu. Đến đây thôi đâu. Đấy. Mùa rét này búp rất đỏ. Thích. Cái cổng đấy. Tôi đi chợ thì tây gì tôi cũng quay luôn nhé. Cố gắng động viên anh em và khen thế nào khen. Không chơi cái nào. Đây các bác nào mà muốn chơi mà mới thì nghe thông tin là phải chọn lọc nhé. Cây nào em khen này. Bán đàng hoàng, đầy đủ hết. Từ từ cây này chưa xong. Đấy, bàn tổ tiên này. Bàn tổ tiên này. Cái từng bi này vẫn còn đây nhỉ? Bà chị gái kia chưa lấy. Giật đây, anh một đây. Dùng ngắn vào đây tí. Dùng ngắn lên đây. Này, là làm dây răm nhanh lắm. Cái dây tím này nhanh lắm. Dây tím nhanh. Tím nhanh lắm. Đấy. Được. Nhưng mà một cây 10 được. Được các bạn ạ. Cái trang kia là phía trước có rồi đúng không nhỉ? Ừ. Cái đấy cái vàng đúng không? Vàng. Mình, bây giờ là bao tiền chả nhớ. 3,5 triệu. Tường vi nhỏ nhỏ xinh xinh đây, hôm trước quay đây. Tưởng bà chị mà lấy rồi không còn đây.
chị hôm chụp ảnh Zalo bảo hôm nào chợ trên chợ mang đi vào đi xem vào xem. Quá chứ hôm trước có mang đây để quên mất chiếc xe chắc không để ý. Để lên cái đĩa nước chơi bàn đẹp quá, lúc nào nó đỏ. Cây vào cái chậu cô đồn tí là được. Đấy. Mình cho vào chậu cô đồn thì chậu nó giá thành lên cao. Đúng rồi, cái chợ là khó. Chậu bằng gỗ cái cây chết. Đấy, chàng mà. Không biết vào PC hay nhỉ? À, tặng được. Chả mấy khi gặp. Mà gặp Quy mình chẳng mua được. À, rẻ. Đấy, gặp mà phải rẻ thì mới lấy được chứ. Bây giờ mà đẹp thì nhiều lắm, nhưng mà toàn tiền chục, tiền trăm thì chơi thật. Nó phải hợp lý. Đúng rồi, nếu là có duyên thì có duyên. Ít tiền mà vẫn mua được cái cốt tốt là có duyên. Anh em cũng ưu ái. À đấy, nhưng mà chỗ đấy là mình mặc định mình bỏ qua chuyện mua đi. Đến ngó tí thôi. Ngó tí. Cái chỗ đấy nó lại khác. Mình chẳng bao giờ mình hỏi, mình biết không mua được rồi. Có mua thì cũng được một cây là cũng sống dở chết dở. cây xanh mà của Linh thì cứ vào đấy nó khác rồi, toàn người có tiền và người chơi sâu khác. Những cây thậm chí giá thị trường mà kể cả có ở ngoài nó chỉ tiền chục thôi, nhưng mà vào đấy thì vào tay người ta thế, người ta đâu cần tiền, nhưng nó thuộc cây quý chứ có phải là đi kiếm 500 triệu như mình anh em mình đi ra chợ đâu, kể cả cộng tiền chục tiền trăm cũng chả được. Người ta đã thích rồi mà. Yêu cây rồi, nhiều người còn yêu hơn cây nữa anh ạ. Ông nào mà muốn thì cứ trả thật đậm mà gấp 10, gấp 100 lần thì khả năng là ra đi được. Đấy, cây đó thế mà. Giá là ở chủ muốn bán bao nhiêu thôi. Nào ấy, Zalo đấy, gửi em xem phải. Và nhiều khi là để cho anh em phải thích hơn là để cho mấy ông có tiền. Thật sự để bán cây này nó thật sự yêu cây phải để cho người yêu cây. Đúng rồi, mình có chút lãi và mình thấy cái cây nó phát triển lên. Chưa cho những ông kia có khi lại thằng thợ nào đấy nó làm thôi. Chứ ông cũng không biết làm đâu, có chơi đâu, lại thợ nó làm thôi. Đó nhá, lúc nào Zalo anh em mình. Cảm ơn mọi mini sang trái các thể loại và các bạn 200% gì đấy. Có lúc mình rất nhiều tiền nhưng lại không có cây mà mình thích. Đấy, có lúc mình đéo có tiền. Cây. Chào anh nhá. Chào cây anh, cây đẹp thế này. À anh NT đấy ạ. Vâng vâng. Phát tay cả. À đây. Đang thích cây này bác. Thích. Được đấy, làm giá với ông em là mua là hợp lý đấy. Đó, trông được. Trông được, cái này được. Ngày xưa định sút rồi đấy, nhưng mà thế chưa có tiền. Trước mấy lại nó hơi to để cho lên mái. Nhưng mà nhẹ rồi, hôm trước nó có xin trộn xi măng ngại. Bây giờ thì cái này chắc một người bê bình thường. Một người bê được. Nhẹ mà hàng khổ. Trước em cái này em đặt trên tầng. Cái tầng thượng. Lùn bóng rộng. Hay giờ chỉ có giá anh em thỏa thuận với nhau là ra đi thôi. Thế là vui. Sơn liệu. Thế này mà đưa vào cái khay đẹp đẹp chắc nó phải 20. Nhiều khi rẻ quá là anh em lại đâm lại lo. Thế nói đắt thì anh em lại không mua. Kiểu thế. Đây hôm nay là đang báo giá bao nhiêu đây? 12 ngàn. 12 đúng không? Kiên định 12. Đấy, cái xe, cái... Để ngó bên mặt bên sau này thì đầu tiên cái nó chuyển được nhiều. Sơn liễu. Sơn liễu đâu anh?
Yeah. Bạc Phong, Sơn Liễu Bạc Phong. Bánh bao đây? Mình được gió lùa. Bạc Phong để ở tay hồn. Cái này em định mang về làm để... Cái gì mà mang về làm? Cái Sơn Liễu để bao đây. Sơn Liễu giờ... Sơn Liễu giờ cứ để này thôi. Ừ, à trồng ấy thì... Trồng ở khay mình xếp ít đá vào đắp cái nhà để cái nhà đủ. Được, cao có 5 năm rồi. Có thể cao 5 năm. Cố gắng mà giao dịch thành công. Góc chợ. Để tí xem nếu mà xong thì ra đây quay tiếp.